Quảng Bình nổi tiếng với những hang động kỳ vĩ, bãi biển trong xanh, những dòng sông uốn lượn hay những cánh rừng bí ẩn cho du khách thỏa sức khám phá về mùa hè. Tuy nhiên, mùa đông xuân cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch đầy mê hoặc. Để khai thác và quảng bá những giá trị độc đáo này, nhóm sản xuất đã thực hiện dự án mang tên Quảng bá du lịch Quảng Bình điểm đến mùa đông xuân nhằm cung cấp những hình ảnh và thông tin phong phú về du lịch mùa đông xuân tại Quảng Bình cho du khách trong và ngoài nước. Cuốn Quảng Bình đông xuân như cánh cửa mở ra nhiều ý tưởng sáng tạo khác cho các công ty lữ hành để cùng kết hợp và cho ra đời những sản phẩm phù hợp trong mùa đông xuân, đưa Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa. Cuốn sách ảnh được chia thành 4 chương, dẫn dắt người đọc qua những góc nhìn khác nhau về các vùng địa lý. Chương 1: Chinh phục thiên nhiên. Với điểm đến đầu tiên trong hành trình là di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vùng đất của hang động kỳ vĩ, đưa du khách tham quan, trải nghiệm những kỳ quan của tạo hóa. Chương 2: Khoảng không tĩnh lặng với phía đông bắc của tỉnh là nơi phù hợp cho sự tĩnh tâm. Đứng từ Hoành Sơn quan ta nhìn về một vùng trời mây, non nước, một vũng chùa đảo yến, những làng nơi đầu sóng. Chương 3: Khám phá sự mới mẻ của Cửa Đồng Hới, thành phố Bình Minh, một đô thị trẻ nằm yên bình bên dòng Nhật Lệ. Đồng Hới luôn giữ được sự hài hòa giữa nét tươi mới của những công trình hiện đại đan xen với giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích cổ kính. Sự năng động của một thành phố trẻ hướng ra biển Đông với những con đường đầy hoa, không khí trong lành mà không phải nơi nào cũng có được. Chương 4, phía cuối cuộc hành trình di chuyển về hai huyện phía nam của tỉnh là vùng đất địa linh nhân kiệt. Du khách được đến nơi sinh ra và lớn lên của những con người kiệt xuất như Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và nhiều danh thắng, di tích lịch sử văn hóa như núi Thần Đinh, chùa Hoàng Phúc, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, sông Nhật Lệ, hay đến những nếp nhà của người Vu Vân Kiều. Bà Mai Trịnh, đại diện cho nhóm sản xuất Quảng Bình Đông Xuân chia sẻ, cuốn lookbook ra đời với mong muốn chạm tới trái tim người đọc thông qua những bức ảnh mộc mạc nhưng không kém phần lôi cuốn, khơi dậy những xúc cảm mới mẻ nhưng sâu lắng trước vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Quảng Bình Đông Xuân không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của Quảng Bình trong mùa đông xuân, mà còn mở ra góc nhìn mới về tiềm năng du lịch của tỉnh. Việc phát triển các sản phẩm du lịch mùa đông xuân góp phần khai thác triệt để những giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, đưa Quảng Bình thành điểm đến bốn mùa hấp dẫn cho cả du khách nội địa và quốc tế. Quảng Bình, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đang khai thác tiềm năng du lịch mùa đông xuân bằng cuốn sách ảnh Quảng Bình Đông Xuân. Cuốn sách giới thiệu những điểm đến hấp dẫn như Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoành Sơn Quan, Đồng Hới và các di tích lịch sử văn hóa. Với những hình ảnh đẹp và thông tin phong phú, Quảng Bình Đông Xuân nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, đưa Quảng Bình trở thành điểm đến lý tưởng quanh năm.